Ơi, xin chào các bạn đến với kênh Sáng Tạo DJC của mình. Hôm nay mình có đi vào dựa dây chai. Thì mình ghé vào dựa dây chai mình mua được hai món đồ. Thì ở đây là một cái máy sấy tóc các bạn. Thì cái máy sấy tóc này mình cũng không biết còn chạy hay không nữa, nhưng mà mình mua trong dựa phế liệu nè. Thì cái máy này nó cũng cũ kỹ rồi, nhưng mà cái giá nó rẻ quá thì mình mua thôi. Dưới đây là một cái máy massage nha. Đây là một cái máy massage đó các bạn. Massage để cho mình khi mà đau lưng nhức mỏi rồi đó thì mình dùng cái máy massage này để mình xài. Nhưng mà cái máy này thì mua trong phế liệu thì chắc chắn nó có vấn đề, người ta mới bỏ vô phế liệu các bạn. Thì đây để cho các bạn xem, đây một bộ nó sẽ có sẵn vậy luôn nè, nó bỏ vô phế liệu nữa các bạn. Thì mình mua cái máy massage này là nó 20.000 nha, còn cái máy sấy tóc này nó chỉ có 10.000 thôi đó. Thì đi săn đồ trong dây chai phế liệu thì có nhiều cái thì nó ngon. Rồi bây giờ để mình cắm vô thử coi cái máy massage này còn xài được không nha các bạn. Đây mình cắm thử nha. Rồi để mình bật cho coi chạy không. Thì trước mắt á, là mình bật thấy nó không có hoạt động nữa các bạn, không có hoạt động gì hết nè. Đó, nhưng mà để mình thử coi coi cái cục nguồn này còn sống không nha. Đây, để thử cái cục nguồn này nó còn vô điện không. Chờ mình chút xíu nha, để mình thử nha. Đây các bạn, khi mà chúng ta muốn biết cái cục nguồn này còn sống không thì chúng ta để cái đồng hồ chúng ta dặn qua cái chế độ đo DC nha các bạn. DC thì chúng ta đo ở cái chân ngoài này là chân mát, còn ở trong là cái chân cộng, chúng ta đưa đồng hồ vô coi nó lên hay không. Thì nó còn lên 12.8V nè, có nghĩa là cái cục nguồn này nó còn xài được nữa các bạn. Đây, cục nguồn này còn xài được nha. Đó. Thì trước mắt cục nguồn này còn xài được, nhưng mà trong cái này là nó không có lên điện. Thì bây giờ mình gỡ ra mình kiểm tra coi còn sửa được không nha. Cái này mua có 20.000 à, mà nó dơ nữa các bạn. Ở trong vựa dây chai nó dơ thấy gớm vậy nè. Thì mua về để coi mình sửa được thì mình sửa. Nếu mà mình sửa được thì mình đem cái này mình đi giặt lại các bạn, giờ quá trời giờ giặt lại để dành đau lưng nhức mỏi rồi chúng ta kê vô xài. Còn nếu mà sửa không được thì chúng ta gã lấy cái motor trong đây, ở đây nó có cái motor bự nè, để chế đồ cũng ngon nữa. Rồi ở đây nó có mấy cái con đánh nè. Rồi bây giờ để mình kiểm tra coi nó hư cái phần nào nha các bạn. Thì đa số thì nó hay mấy cái máy này nó hay bị gãy cái khớp dây các bạn, hay bị gãy cái khớp dây khu vực này nè, nó hay gãy mấy cái khớp này nè. Thì bây giờ mình gã ra khu vực này nha, mình gã ra chân cái chỗ mà nó cái công tắc nè, chúng ta gã ra chúng ta coi thử coi nó có gãy khớp dây đó không. Nếu mà gãy khớp dây ở đây thì nó ngon, xử lý được. Rồi để mình thử nha các bạn. Đây thì ở đây thì cái khớp dây thì mình không biết gãy hay không, nhưng mà mình gỡ ra gì nha. Đây mình gỡ ra mình lấy cái đồng hồ, mình lấy đồng hồ mình đo thông mạch đó, mình đo hai cái cháu này thử coi nó lên không. Hai cháu này là nó dẫn điện vô motor nữa các bạn. Đây chúng ta lấy đồng hồ chúng ta đo thông mạch nha. Đây chúng ta đo thông mạch thử. Đó chúng ta đo thông mạch là hai cái đường dây mà vô cái motor này nha các bạn. Thì chúng ta đo này trước nha. Nếu mà nó lên đó thì có nghĩa là motor này thì nó còn hy vọng. Rồi trước mắt là nó không lên nè các bạn. Rồi bây giờ chúng ta đo trực tiếp ở motor này luôn nha. Motor này nó có đây một cháu nè. Ở đây một cháu điện vô motor nè. Rồi bên đây một cháu nè các bạn. Thì chúng ta đo trực tiếp hai bên nha. Hai bên thử coi nó lên không. Chúng ta đo trực tiếp phía trong luôn nha. Đây nếu mà nó lên thì motor này còn có hy vọng, còn chế cháo sửa đồ được. Ở nó lên nè các bạn, motor lên nè. Nhưng mà hồi nãy mình đo đường dây thì thấy nó không lên nha. Thì có nghĩa là có thể là đường dây này nó bị đứt gãy đâu đây nè các bạn. Rồi bây giờ mình cắt ở đây thử luôn nha. Mình cắt đây mình cho nó, mình đo trực tiếp trong đây thử coi. Đó nó hay gãy chỗ này nè các bạn, hy sinh luôn nha. Đó chúng ta hy sinh, chúng ta cắt ở đây. Rồi chúng ta thử tước dây ra. Đó rồi chúng ta thử trong này nha. Nếu mà nó lên thì có nghĩa là nó gãy cái khúc đó thì chúng ta có hy vọng, chúng ta sửa lại xài thì tốn chỉ có 20.000 thôi. Thử coi không lên các bạn ơi, không lên luôn nha. Bây giờ mình đo từ cái dây này xuống dây này nha, có nghĩa là mình đo nè. Khoan các bạn, để mình gỡ ra mình coi trong cái hộp này cái đã các bạn. Mình gỡ ra mình coi trong hộp này cái nha. Đây mình gỡ ra đây nè, gỡ ra để mình đo nha các bạn. Mình đo trực tiếp cái cọng dây coi nó có gãy cái khúc ngoài không. Đó rồi chúng ta đo ở đây nữa bạn. Đây chúng ta đo trực tiếp đây nha. Thì chúng ta tước ở đây ra, chúng ta đo kiểm tra coi cái dây nó có bị đứt không. Trong đây hình như là nó có cái cầu chì ở vậy nè các bạn. Thì nói đúng theo cái máy này thì mình không có từng sửa luôn, nó thẳng ra là chưa từng sửa luôn nha. Mua phế liệu được cái gì thì về mình chia sẻ lại cho anh em chú bác coi. Nhưng mà cái máy này thì thật sự nó rất là dễ sửa.
ở đây nó có con Lyot các bạn ơi, ở đây nó có con Lyot nha. Rồi, rồi bây giờ mình đo kiểm tra coi cái dây nguồn này có còn không nha các bạn. Thì cái dây nguồn hồi nãy mình tước ra nè, đó mình lấy dây đen nè, mình đo dây đen nè coi lên không. Nè, cái dây nó không lên nè các bạn, có nghĩa là cái dây nguồn nó có vấn đề nè các bạn, thấy rõ không? Đó. Rồi, đo dây xanh thử coi. Dây xanh nó lên nè các bạn. Rồi, có nghĩa là cái dây nguồn này có vấn đề nha các bạn. Dây nguồn này nó đã đứt cái cọng dây đen rồi nè các bạn. Cái cọng dây đen mình đo nó không lên nè các bạn. Nè, dây đen đo không lên nè. Để mình coi nó gãy chỗ nào nha. Đó, bây giờ để mình tước đây ra coi nó có gãy khúc này không. Khúc này thì không thấy nè các bạn, chắc có thể là khúc này quá. Bây giờ mình mở ra khúc này nha. Còn nếu mà cứu chữa cái này không được thì chúng ta thay cái cọng dây khác luôn mà. Bây giờ mình thay cái cọng dây khác luôn đi cho nó nhanh gọn lẹ, không mất công. Bây giờ chúng ta cắt ra khúc này, cắt ra đây. Rồi chúng ta bỏ một bên nha. Rồi giờ chúng ta lấy hai cái cọng dây khác, mình kiếm cái cọng dây nào mà cái nguồn điện nó vừa phải mình câu vô nha bạn. Các bạn chờ chút xíu nha. Đây các bạn, mình lấy cái cọng dây quạt nha. Dây quạt thì mình sử dụng cho nó khúc thôi, tại cái dây này nó cũng không cần dài, mình chơi khúc thôi. Đó. Thì mình lấy khúc dây này bắt đầu mình đấu vô cho nó chạy thử coi được không nha các bạn. Ồ, cái máy massage này á, thường thường á, người ta xài á, nó hay bị gãy đầu dây không à. Gãy đầu dây là nhiều, chứ còn trường hợp mà nó hư ở trong á thì ở trong nó chạy bằng motor ít có khi nào nó hư lắm các bạn. Thì motor của nó thì thật sự mình thấy xài cũng tương đối cũng ngon. Rồi bây giờ mình câu thử vô nha, nếu mà được thành công rồi á, thì chúng ta sẽ có một cái máy chúng ta xài. Đây, hôm gà cũng đau lưng nhức mỏi các bạn. Nó đúng theo nhiều khi làm công việc á, nhiều quá nó cũng đau lưng nhức mỏi. Mà tính bữa hổm tính mua cái miếng massage, nhưng mà có đợt bữa hổm nó đặt rồi á, cũng có nhiều anh em ta thấy ta khoái quá, người ta đòi chia lại, bây giờ làm hại không có luôn. Rồi giờ mua được cái này chắc để cái này sửa lại chắc được ngon để xài quá. Rồi giờ thử nha các bạn. Rồi giờ bây giờ để mình hàng ở đây thử coi, nếu mà nó im á thì hàng vô, nếu mà nó im á thì chúng ta gỡ cái đầu dây ra chúng ta lòn lại là xong. Rồi bây giờ mình hàng vô đây nha các bạn. Hàng vô đây. Hàng vô hai cái cọng dây này. Nhả ra. Đó, bây giờ hàng vô. Thì nếu mà anh em và chú bác nếu mà đi dựa dây chai gặp mấy cái máy massage này á, thì sau này á thì gặp trong dựa dây chai hay là những cái cô mà bán mua dây chai đồ đó, gặp mà thí dụ mà người ta đẩy ngoài đường mà người ta có cái này á, thì anh em chú bác cứ mua về. Thì nếu mà coi mà cái cách mình sửa nè, mua về coi khắc phục được á, thì chúng ta để dành xài chơi. Nó ba đồ này nó rẻ ghê, nó đâu có nhiêu tiền đâu. Mua dây chai phế liệu nó giỏi lắm cả 20.000. Còn người nào bán mắc lắm rồi khoảng 30.000 là hết mức rồi. Mình mua có 20.000 đó các bạn. Không gà mình chưa có rảnh mình làm cái mỏ hàng xung lợi xài nữa. Công việc lu bu quá. Rồi bây giờ mình đã hàng xong ha. Rồi giờ mình cắm điện mình thử coi nó lên không nha các bạn. Rồi đây mình để đâu đó đàng hoàng nha. Đó, để đâu đó đàng hoàng. Rồi cái cục nguồn nè. Cục nguồn hồi nãy mình cắm vô nè. Mình mua nè. Mua nổi có cục nguồn này không, 20.000 cục nguồn là đủ vốn rồi. Thử nha các bạn. Coi chừng nó quắn dây, nếu mà nó chạy được coi chừng nó quắn dây. Rồi giờ chúng ta thử nha. Rồi bật tắt thử coi. Đó, chạy rồi nè các bạn. Chạy rồi nè. Đó, có đèn luôn ha. Đó, có đèn luôn nè. Bên đây hình như là nó hư cũng đèn đây hay gì rồi. Đó. Rồi, ngon lành các bạn ơi. Rồi, như vậy là mình mua cái máy massage này giá 20.000 về sửa lại xài được. Đó, ngon lành rồi đó. Bây giờ để mình kiểm tra coi cái đèn bên đây sao nó không cháy nè. Cái đèn đây hơi sao không cháy, chắc nó dơ quá nè. Lâu ngày nó dơ nè các bạn. Nè, nó dơ đây nè. Thì mình kiểm tra coi mình khắc phục được không. Để mình kiểm tra cái. Nó dơ quá dơ rồi. Rồi anh em chú bác á, nếu mà đam mê sửa với đam mê sáng tạo chế tạo rồi đó, thì cứ
cái rảnh rỗi á thì chúng ta vào dựa phế liệu da chai được á, thì chúng ta kiếm những cái món đồ da chai phế liệu giá rất là rẻ và rất là mềm nha. Hồi nãy cũng có cái quạt, cái quạt của thằng Hali người ta đầu bán tới 50.000 mà nó gãy cổ, mình mua về chia sẻ cho anh em cái cách thay cổ nhưng mà giá cao quá, thử ra mình để từ từ mua, không mua luôn, giá cao quá, tới 50.000. Cái quạt mà da chai mà nó hư rồi mà bán tới 50.000 thì nó cao quá. Đây, để mình gỡ ra đây anh em, đây nè, nó bị đóng một ở đây nè, thành thử ra đèn không cháy nè, đây đó thấy không, chúng ta gỡ ra chúng ta vệ sinh cho nó sạch sẽ ha, đó vệ sinh cho sạch sẽ xong rồi đó thì cứ như vậy rồi gắn vô thôi, đó đơn giản thôi. Rồi giờ mình gắn vô thử lại coi coi nó có cháy đèn không nha. Cái đèn đó là cái đèn để hông nóng đó. Rồi thử lại nha. Cái này mình chia sẻ cái cách sửa cái máy massage đồ da chai. Thì máy này thật sự là mình chưa từng sửa luôn á, mình chưa từng sửa cái máy nào lần nào luôn á. Em mua về thì ba đồ này còn cơ không à, cơ thì nó rất là dễ sửa, ai sửa cũng được. Đó, thành công rồi đó, cháy hai đèn luôn rồi nè. Đó thấy không? Mình có một cái máy massage chỉ có giá là 20k thôi. Đó, máy này để xài nha, anh em chú bác đừng hỏi mua nha. Có cái máy xài à. Cái máy này là mua dây chai được, không gài kiếm cái máy massage để xài mà không có nè. Bữa nay mua được cái máy này để xài luôn, không có bán nha. Cái nào cũng bán chân giết, không có gì xài chứ. Bởi vì người ta nói là thợ không có, thợ gèn không có dao con chậu là vậy đó anh em chú bác ơi. Khổ lắm. Có nhiều độ các anh em gặp thấy phái phái cái hỏi mua bán hết trơn. Rồi thôi, hôm nay mình chia sẻ cho anh em chú bác sửa cái máy massage. Tới đây là xong nha, cái máy massage mua đồ dây chai tới đây là xong. Còn cái máy sấy tóc này thì để mình làm clip sau nha, để mình không biết còn chạy không nữa, để mình cắm thử rồi. Ồ, cái máy này còn chạy luôn, cái máy này khỏi sửa luôn rồi. Ê, cái máy này như nó hư coi, còn chạy luôn hả, tại có 10.000 bạc còn chạy luôn. Trời, máy này còn chạy ngon lành luôn nha anh em chú bác, khỏi sửa. Rồi cái máy này là khỏi sửa luôn rồi, mua có 10.000 bạc. Rồi thôi, hôm nay chia sẻ tới đây là xong nha. Rồi nếu mà anh em chú bác nào thì có yêu quý cái kênh của mình thì nhớ chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem. Và ai chưa đăng ký thì nhớ đăng ký rồi nhấn cái chuông để nhận được cái thông báo sớm nhất của mình ra nha. Rồi thôi, xin chào tạm biệt anh em chú bác nha.